đấy, liếc liếc eo khiếp, nó liếc kìa, cái mắt nó liếc kìa, ăn không xong. Xoài hôm nay nó ngon ghê luôn ấy, cái vị của nó gọi là không chua quá cũng không ngọt quá, nó ngon mà thêm một ít gọi là cái gì đây, cái này gì, muối gì, muối gì, muối Tây Ninh à, ngon ghê á. Để cho em mi đùa nhá, thề đúng không, ăn một cái gì đấy mà gọi là trọn vẹn, bao giờ cũng sẽ bị xin khiếp. Ba đứa kia kìa, eo ơi bảo hỏi là có ăn gì không, chị mời bảo không ơi không ăn đâu này. Sao lúc đầu mời bảo không ăn đâu mà sao bây giờ nhiều đấy, đi vào đây, đi vào đây, mang vào đây, mang vào đây, mang vào đây, đi mang vào đây, vào đây, vào đây. Eo ơi lúc đầu bảo là có ăn gì không chị mời, em không ăn gì đâu, nào các em không ăn gì đâu, con kia ra đây, ra đây, thằng kia ra đây, thằng kia ra đây, đi ra đây. Ôi dồi ôi, cũng to phết nhỉ, cái đĩa nó cũng to đấy, chị xem nào. Ôi dồi ôi, sao tưởng không ăn. Em không ăn nhưng nghe chị Mai bao. Ôi trời trời trời, mang vào trong phòng spa làm vất vả anh em. Con này sao bớt không ăn lại nhá, không bớt. Em bớt ly hả chị, nốt chị. Không ăn đâu. Còn con này nữa, gọi là ăn nhiều nhất xốp luôn đấy, bao nhiêu cũng hết thôi. Không bao giờ tao ăn được cái xốp này mà nó gọi là nó được không ạ? Nhưng mà bao giờ nó cũng lọt cái mặt nó ra. Ăn không? Hả? Em ăn xoài hay là ăn cho đủ? Xoài hay là ăn đủ? Ăn nào? Xoài. Nó sạch ăn hơn tao lắm mày. Chấm chấm. Chấm chấm không? Cảm ơn.